những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Trúc Anh mắc biết lên tiếng sau màn thả thính được Công Phượng tỏ tình sẽ đồng ý ngay gây xôn xao. Sự thật là gì? Trước phát ngôn thả thính Công Phượng đang khiến nhân tình xôn xao, Trúc Anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Hiện tại bộ phim Mắc Biết đang làm mưa làm gió trên các rạp chiếu phim và thu về doanh thu khủng. Với vẻ đẹp dịu dàng, ánh mắt trong veo và nụ cười dễ mến, từ sau bộ phim này, đời tư của diễn viên Trúc Anh vai Hà Lan được dân tình đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, mới đây mạng xã hội rần rần truyền tay nhau thông tin Trúc Anh công khai thả thính cầu thủ Công Phượng. Đặc biệt phát ngôn được Công Phượng tỏ tình em sẽ đồng ý ngay của nữ diễn viên vướng phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước những ý kiến bàn tán xôn xao, mới đây Trúc Anh đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân. Hà Lan của Mắt Biết viết: "Hiện tại có một số thông tin liên quan đến em và cầu thủ Công Phượng. Trúc Anh xin khẳng định là em hoàn toàn không có một phát biểu hay trả lời phỏng vấn hay có một hành động gì nhắc tới cầu thủ Công Phượng." Như vậy, động thái này của Trúc Anh đã thay cho lời phủ định mọi đồn đoán tình cảm gây xôn xao với nam cầu thủ Công Phượng. Trúc Anh chính thức lên tiếng sau phát ngôn được Công Phượng tỏ tình sẽ đồng ý ngay đang gây xôn xao. Đây chính là động thái thẳng thắn phủ nhận mọi đồn đoán tình cảm của nữ diễn viên Mắt Biết. Với nhan sắc xinh đẹp cùng nụ cười dễ mến, Trúc Anh được dự đoán sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới. Sau sự phối hợp ăn ý trong Mắt Biết, Trúc Anh và Trần Nghĩa đang được dân mạng tích cực đẩy thuyền vì quá đẹp đôi và đáng yêu.